Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tại Quảng Ninh, Đinh Văn Nơi ra tay hạ thủ đồng đội Lại gây thủ chuốc oán Ngành công an không được bổ nhiệm hàng ngang Mà lại bổ nhiệm theo hàng dọc Tức là giám đốc công an tỉnh không do bộ trưởng bộ công an bổ nhiệm Hầu hết các giám đốc sở khác đều được tỉnh bổ nhiệm Hội đồng nhân dân bổ nhiệm và bỏ phiếu gật đầu thông qua Trừ giám đốc sở công an Và tỉnh thì không được bổ nhiệm giám đốc công an đặc quyền bổ nhiệm này giúp cho ông Tô Lâm kiểm soát an ninh và thậm chí theo dõi được quan chức địa phương. Theo sự chỉ đạo của ông Tổng Bí Thư, và đây cũng là đặc quyền mà ông Tô Lâm có thể kiếm được rất nhiều tiền từ những người cấp dưới muốn đút lót để mà chạy thuyền chuyển. Vào ngày mùng 2 tháng 3, ông Tô Lâm cấp cho Đinh Văn Nơi một cấp phó mới. Việc Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh sẽ là một khó khăn trong nơi đánh án bởi cán bộ ngành công an Quảng Ninh thuộc những thế lực địa phương Thường là những người này có dây mơ dễ má với nhóm lợi ích xuyên tỉnh từ Hải Phòng cho đến Quảng Ninh. Trong khi đó, một mình ông Đinh Văn Nơi là người xứ lạ. Từ An Giang đến Quảng Ninh, một mình rất khó kiểm soát những tướng tá dưới quyền nếu họ không chịu hợp tác. Tình trạng trên bảo dưới không nghe đang tràn lan trong mọi ban ngành của Việt Nam từ Trung ương cho tới địa phương. Nguyên nhân thì có rất nhiều, chẳng hạn như trên ăn đậm nhưng muốn đổi trách nhiệm cho cấp dưới thì cấp dưới không nghe lời. Hay như cấp trên là người lạ đến, cấp dưới là người thần cận xếp cũ nên trên bảo dưới lại không nghe. Trong trường hợp ông Đinh Văn Nơi cũng đã có hiện tượng trên bảo dưới không nghe và ông Nơi đã quyết thay máu những người thành phần chống đối, trong đó có sự giúp đỡ của ông Tô Lâm. Vào ngày 27 tháng 4, ông Tô Lâm thay cho Đinh Văn Nơi một cấp phó khác. Từ tháng 9 năm 2022 cho đến nay, ông Đinh Văn Nơi đã nắm công an Quảng Ninh được 7 tháng Thời gian này, ông Nơi cần thêm người nào, loại người nào trong số các giám đốc công an mà ông đã đề xuất cho Tô Lâm để bổ nhiệm. Mặc dù được cho rằng ông Đinh Văn Nơi là một lính thiện chiến đã đành, đồng đội hỗ trợ thì mới có thể thành công lớn, còn đồng đội mà cản đường thì không sớm thì muộn cũng thất bại. Sau khi bắt ông tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng, thì đến ngày 2 tháng 3, ông Tô Lâm bố trí trung tá Củ Quốc Thắng, người gốc Phú Thọ, trưởng công an thành phố Cẩm Phả lên giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh Quảng Ninh. Người sẽ sát cánh cùng Đinh Văn Nơi đánh án lớn, sau đó Đinh Văn Nơi và Cổ Quốc Thắng đã đưa quân đến Hải Phòng bắt Nguyễn Đình Đường, chi cục trưởng và Đỗ Thanh Hoài, nhân viên chi cục thuế huyện Cát Hải để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Ông Đỗ Hữu Ca có quan hệ rất lớn với chính quyền tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là trong ngành công an. Nếu không thay máu những nhân vật có khả nghi, rất có thể Đinh Văn Nơi không còn sức mạnh vốn có của ông như ông đã từng có tại An Giang. Và hơn nữa, nhóm lợi ích đỏ đen dưới tướng của ông Lê Văn Thành không phải nhỏ. Nếu không hỗ trợ thì Đinh Văn Nơi cũng khó mà hoàn thành nhiệm vụ cho được. Không biết sắp tới ông Tô Lâm chuẩn bị vụ án lớn nào Và ngày 27 tháng 4, ông Tô Lâm đã ký quyết định điều Trung tá Phạm Văn Dũng, trưởng phòng nghiệp vụ Bộ Công an về giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh và rút Thượng tá Mai Thế Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh sang giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ của Bộ Công an. Theo thông tin chúng tôi có được, thì Thượng tá Mai Tiến Quang đã không ít lần làm cản trở công việc của ông Đinh Văn Nơi và Đinh Văn Nơi đã đề nghị Tô Lâm ra tay hốt ông này về bộ. Ông Đinh Văn Nơi không ngần ngại đánh vào chính quyền tỉnh Quảng Ninh đang có sự thanh lọc thành phần không thân thiện với Đinh Văn Nơi ở Quảng Ninh. Hiện nay Đinh Văn Nơi đang là cái gai trong mắt thế lực cũ tại công an tỉnh này bởi rất nhiều cấp tá dưới quyền ông đang phạm phỏng lo sợ, ăn không ngon, ngủ không yên. Ông Nơi đã cho khởi tố Phó ban Tổ chức tỉnh Quảng Ninh Phạm Văn Thành. Các đồng đội của Đinh Văn Nơi tại Công an Quảng Ninh vừa sợ vừa cay ông tướng miền Nam này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Tại Quảng Ninh, Đinh Văn Nơi ra tay hạ thủ đồng đội, lại gây thủ chuốc oán. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trương Thị Mai, Châu Thiên Triều, cắn được 16 chữ vàng, 4 tốt, bà khạc giả lửa. Đảng Cộng sản Việt Nam tạo ra hai loại ngoại giao, ngoại giao nhà nước và ngoại giao của đảng. Hầu hết các mối quan hệ của Việt Nam với các nước là ngoại giao cấp nhà nước. Quan hệ này thông qua Bộ Ngoại giao thực hiện hay cấp cao hơn là thông qua các chuyến thăm của Thủ tướng hoặc Chủ tịch nước. Quan hệ của Việt Nam với hầu hết các nước trên thế giới đều là quan hệ ngoại giao cấp này hội nghị thành đô bước ngoặt đưa Việt Nam phụ thuộc vào Trung Quốc. Riêng mối quan hệ của Việt Nam với Trung Quốc là mối quan hệ giữa hai đảng. Mối quan hệ này vượt xa mối quan hệ cấp nhà nước. Mối quan hệ này đặt nền tảng từ hội nghị thành đô vào năm 1990. Chuyến đi thành đô được thiết kế bởi ba nhân vật quyền lực nhất của Việt Nam và lúc đấy. Đó là Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, tức là Thủ tướng hiện nay, ông Đỗ Mười, và Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Phạm Văn Động, Hai nhân vật bị loại là Chủ tịch nước Võ Trí Công và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch. Như vậy là những người làm công tác ngoại giao của nhà nước đã bị loại trong chuyến đi này. Từ sau hội nghị thành đô, cứ mỗi lần Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc đắc cử, thì Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam phải sang Trung Quốc thăm và ký những văn miệng kiện bí mật. Những văn kiện đấy chưa được Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra một cách hoàn chỉnh cho người dân được biết và được thực hiện trong 5 năm nhiệm kỳ Tổng Bí thư Trung Quốc như đã ký. Hành động này được người dân gọi là sang chầu thiên triều. Vào ngày 30 tháng 10 năm 2022, ngay sau khi Trung Quốc mới kết thúc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20, thì ông Tổng Bí thư của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã vội vã sang Trung Quốc gặp Tận Cảnh Bình để mà nhận nhiệm vụ mới, mặc dù ông hết sức yếu, đi thì phải có người dìu và ngồi xe lăn. Ông Trọng là người đầu tiên thăm gặp ông Tổng Cảnh Bình khi ông này đắc cử nhiệm kỳ thứ ba. Tình hình sức khỏe hết sức kém của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bên cạnh Tập Cảnh Bình và ông Tập phải dắt tay ông Trọng. Sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng là rất yếu, ngay cả khi họp quan trọng trong nước, ông còn không đến tham dự. Nhưng lần đi thăm Tập Cảnh Bình cuối tháng 10 năm ngoái, ông Trọng không thể không đi. Ông sang Bắc Kinh đi bên cạnh ông Tập Cảnh Bình với dáng đi siêu vẹo, không vững. Nhưng vẫn phải cố gắng mà đi vào ngày 26 tháng 4, báo chí đồng loạt đưa tin bà Trương Thị Mai, thường trực ban bí thư, trưởng ban tổ chức trung ương, làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 4 năm 2023. Được biết bà Mai sang Trung Quốc là do lời gọi của ông Tập Cảnh Bình, bảo phải sang tận nơi để mà nhận lệnh. Ông Nguyễn Phú Trọng vì tuổi già sức yếu, không thể đi được, nên cử bà Trương Thị Mai sang thay. Có một điều là những năm gần đây, báo chí thì im án hẳn cụm từ 16 chữ vàng và bốn tốt. Báo chí im được là vì dư luận xã hội rất dị ứng với cụm từ này và có lẽ cách hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam không làm ông Tập Cảnh Bình hài lòng. Vậy nên, lần này sang Bắc Kinh, bà Trương Thị Mai nói với ông Tập Cảnh Bình rằng Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc theo phương châm 16 chữ và tinh thần bốn tốt. Bà Trương Thị Mai sang Trung Quốc Chầu Thiên Triều theo đánh giá của một số nhà phân tích thì chuyến đi này của bà Mai sẽ làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam xích lại gần hơn với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này cũng làm cho phe Nguyễn Phú Trọng củng cố sức mạnh vượt trội hơn so với những thế lực còn lại. Còn đối với bà Trương Thị Mai thì chuyến đi này giúp bà củng cố sức mạnh chính trị đáng kể. Trước các đấng mảy dâu trong bộ chính trị, bà càng nổi hơn trước. Bà Trương Thị Mai dù là phụ nữ có quyền lực cao nhất trong Trung ương Đảng hiện nay nhưng bà vẫn bị các đấng mải dâu khinh nhờn đặc biệt là khi bà nắm chức thường trực ban bí thư bà đã khiến cho nhiều giới mải dâu ganh tức và tất nhiên bà có thêm kẻ thù mới ông nguyễn phú trọng cử bà trương thị mai sang bắc kinh là một công đôi việc thứ nhất bà mai giúp ông trọng được dưỡng sức đồng thời bà mai củng cố vị trí của bà trước các kẻ thù của bà những người đang ngấm ngầm muốn lật đổ bà sau chuyến đi chầu người ta tin rằng bà trương thị mai lại sẽ khạc ra lửa Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Trương Thị Mai, Châu Thiên Triều cắn được 16 chữ vàng, 4 tốt, 3 khạc ra lửa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm